Mỗi khi có dịp về với Cần Thơ miền sông nước, du khách không chỉ được thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên hữu tình mà còn được thưởng thức các món ăn dân dã mang hương vị đặc trưng. Và tại ẩm thực ven sông là một trong những điểm thu hút thực khách không chỉ bởi các món ăn đồng quê mà còn được thư giãn trong một khung cảnh mát mẻ thoáng đãng hướng ra rạch Khai Luông. Và đồng hành cùng Như Ngọc trong chương trình về Cần Thơ kỳ này đó chính là giảng viên Đỗ Thụy Ngọc Hà, khoa quản trị khách sạn nhà hàng và chế biến món ăn, trường cao đẳng du lịch Cần Thơ. Và đồng hành trong chương trình hôm nay còn có cô Trần Thị Qua, chủ ẩm thực ven sông, sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về các món ăn đồng quê nơi đây. Dạ mình đi. Ngọc biết không, cô là một người con của sông nước miệt vườn Cần Thơ. Yeah. Thành ra cô thích ẩm thực miệt vườn sông nước lắm. Luôn cô luôn luôn lúc nào cũng mới giới thiệu cho khách xa gần là biết về món ăn của sông miệt vườn sông nước của mình nhé. Yeah. Với thời đại hiện nay thì nhiều món ăn cũng khá là cầu kỳ và nhiều chất béo, cái thực khách chúng ta dễ bị ngán. Vì vậy mà hiện nay thì xu hướng mọi người cũng thường hay tìm về các món ăn dân dã để thưởng thức. Bởi vì nên gian sông của cô là luôn tìm kiếm và sưu tầm những cái món ăn, người nghiên cứu chế biến mà làm sao để mình có thể thể hiện được cái tinh túy, rồi đảm bảo cái món ăn dân dã đồng quê nó hấp dẫn và nó đầy đủ chất dinh dưỡng. Yeah. Mà mình muốn để thu hút thực khách đó, thì mình phải sáng tạo. Nhưng mà mình phải làm cái món ăn từ dân dã, từ người dân nông thôn đó. Yeah. Để mình làm cho mấy món ăn nó bắt mắt lên, rồi ngon và nó giữ được cái hương vị đặc trưng của món ăn miền Tây. Thì thôi bây giờ cô giới thiệu với Hà với Ngọc các món ngon đặc sản đồng quê của ven sông nha. Dạ. Vậy thì quá tuyệt vời. Dạ. Mình đi cô. Đầu tiên thay vị thì cô sẽ mời Hà với Ngọc thưởng thức cái món gỏi cá hủng hỉnh. Chị Hà ơi, sau khi mà nghe cô nói cái món gỏi cá hủng hỉnh thì em thấy cái tên rất là lạ tai nha chị Hà. Món gỏi cá hủng hỉnh này được chế biến vào mùa nước nổi, có cái dịp mà cá nó sinh sản á, thì trong đây có rất nhiều loại cá như là cá bóng nè, cá bể chầu, cá sặc bối, cá lòng tông. Ngày xưa thì mấy cái loại cá này nè, như người dân ở nông thôn bình thường người ta ăn mấy loại cá này. Ừ. Nhưng mà bây giờ mấy cái loại cá này nó cũng hiếm lắm. Ừ. Rồi ở đây mình như quán là kia mình muốn chế món nhiều, muốn ăn phong phú lắm. Nhưng mà có một số người ta thích tìm lại hương vị ngày xưa. Ừ. Rồi người ta thích ăn mấy loại cá này. Nên bây giờ cá này cũng trở thành là đặc sản á. Món cá này trở thành đặc sản là bởi vì các loại cá này sống tự nhiên trên những cái sông rạch, là những cái loại cá sạch. Những loại cá này thì xương khá là mềm và khá là ngọt. Chúng ta khi thưởng thức thì chúng ta có thể thưởng thức luôn cả cái phần xương của cá. Thế mình cũng đem chiên giòn lên, rồi mình cuốn với rau sống, rồi mình ăn với cà chua hay là đủ các loại rau này kia, mình chấm nó mắm chua ngọt cũng rất là ngon. Chị và cô mời Hà với Ngọc thưởng thức hương vị của cá này như thế nào ha. Dạ. Dạ. Em thấy cá nó rất là giòn nha chị Hà. Rất là ngon và vị rất là vừa ăn. Đối với các nguyên liệu rau củ thì nó cũng giòn tan nè, rồi nó giữ được cái màu sắc rất là bắt mắt. Rất là cảm ơn cô. Mình dùng món khai vị gỏi cá hủng hỉnh này xong rồi giờ mình thưởng thức tiếp món vịt gói lá sen nướng đất sét nha. Dạ. Cô ơi, nướng đất sét thì sẽ có gì khác so với những cách nướng khác hả cô? Ngày xưa mà ăn con vịt nướng đất sét này thì khoảng tháng 11 tháng chạp á, và ông bà ta mới làm lúa. Hồi xưa làm lúa có một vụ rồi, tới tháng đó mới có gom khô, mùa nắng khô lắm. Rồi vịt người ta chạy đồng, người ta cũng lùa trên ruộng để ăn lúa đổ đó.
cái người ta mới buổi trưa rồi cái người ta mới bắt vịt lên, cái người ta xuống kinh người ta cái người ta lấy các xác móc cái kinh lên người ta nướng, người ta lấy gom đó người ta tủ rồi người ta nướng, nướng chín thì đập ra ăn giữa đồng vậy đó thì nó thơm lắm, nó ngọt lắm. Rồi ra mới có cái món vịt nướng đất sét này. Thế là cái nướng đất sét này ngày xưa cũng khá là đơn giản á cô. Ngày nay thì mình vẫn giữ cái bí quyết là vịt nướng đất sét như vậy, nhưng mà cái cách của mình nướng nó khác, tại vì bây giờ mình có điều kiện hơn thì vịt người ta làm sạch lông hết rồi làm cho sạch rồi mới đắp đất sét nướng. Nhưng mà đất sét này là phải mình lấy đất cũng đất sạch luôn, từ mua từ cái lò gạch đó, rồi người ta làm gạch đó rồi mua đất về mình nhồi cho nó thiệt là lâu rồi nó dai đó, nó mới không bể như vậy nè, nó mình nướng nó không bể. Rồi mình gói lá sen thì mình để vịt vô rồi mình để lá sen lên, lá sen rồi để rau găm rồi vô rồi mình gói là mình nướng, nướng thời gian tới 2 giờ nó mới chín lên. Ra giờ theo cái điều kiện bây giờ mình làm thì thấy nó ngon hơn mà nó đẹp mắt hơn. Con thấy cũng rất là tinh tế và cầu kỳ nha cô. Nhìn rất là bắt mắt cô. Chứ khi mà cô mời Hà với Ngọc thưởng thức cái món vịt nướng này ha, thì để cô cho, để cô làm biểu diễn một cái màn nho nhỏ lạ lạ cho Ngọc với Hà xem thử nha. Yeah. Mình rồi mình thưởng thức luôn. Và bỏ ra rất nhiều thời gian để cô có thể nghiên cứu và sáng tạo ra một cái món ăn tuy là gọi là cũ nhưng mà nó vẫn không có cũ. Với cái màn biểu diễn nhỏ nhỏ của cô vừa rồi á, thì vừa thu hút cái thị giác của mình nè, mà cũng vừa kích thích cái vị giác của mình hả chị à? Vịt nướng này thì mình ăn kèm với xôi. Dạ. Thì bây giờ cô mời Hà với Ngọc thưởng thức món vịt này nha. Dạ. Vừa ăn mà đặc biệt á là rất là thơm mùi lá sen và cả cái nồng nàn ngất ngây của cái làn khói mà bốc lên từ đất sét cũng như là hòa quyện vào cái thịt vịt, em thấy rất là tuyệt vời luôn đó chị Hà. À với Ngọc ơi, ở đây quán cô còn một món rất là hấp dẫn nha. Mà cái món này là tạo nên cái thương hiệu cho ẩm thực Nhân Sông của cô đó. Ồ, nghe cô nói còn thấy hấp dẫn quá cô ơi. Ờ, vậy món gì vậy cô? Món này là bí mật nha. À, chút xíu nữa cô sẽ bật mí cho Hà với Ngọc biết là món gì nha. Dạ, đúng nha chị. Dạ. Để coi món gì nha. Cô ơi, con thấy có mai cua với chả cua nha. À, mực và cả tôm nữa. Và cả cái nồi lẩu nữa, thì con nghĩ đây là lẩu cua đồng đúng không cô? Đúng rồi, hay quá. Để chế biến được cái lẩu cua đồng này thì nó rất là công phu, nó qua nhiều giai đoạn lắm. Cũng như mà cái cua mình mua về mình rửa sạch, mình xay nhuyễn rồi mới lọc lấy nước. Nước rồi mình mới nấu lên, mình vớt thành cái cua. Rồi mình mới mua chả cá với thịt xay, mình nhồi vô nó mới thành là cái chả cua. Rồi xong rồi mình mới nhồi vô trong cái mai cua đó. Rồi mình mới nhồi vô trong cái trái đậu bắp cộng rau muống với dưa leo đó, nó được mấy cái loại chả cua đó mà mình ăn kèm với cái tôm với mực. Nhằm bảo vệ sức khỏe của thực khách đó, thì cô trồng các loại rau để đem vô phục vụ cho thực khách đó, ở đây đó. Khi mà thực khách thưởng thức cái lẩu cua cũng như là các loại rau sạch ở đây thì cũng sẽ rất là yên tâm hả chị. Cô đờ co bằng cách là cô cho cái chả vào trong cái mai cua để hấp lên như thế thì con thực sự là con cảm thấy rất là bắt mắt và nó rất là cuốn hút với cái món ăn này. Như Ngọc cảm thấy khi mà được thưởng thức những cái món ăn dân dã đồng quê trong một cái không gian thoáng mát hữu tình mà lại còn được thưởng thức rất nhiều loại rau nhà trồng như thế này thì quá là tuyệt vời ạ. Và Như Ngọc cũng xin cảm ơn giảng viên Đỗ Thụy Ngọc Hà vì hôm nay đã dành thời gian tham gia cùng chương trình, cũng như là con xin được cảm ơn cô Hoa vì đã giới thiệu rất là nhiều món ngon, món ăn dân dã đồng quê vừa hấp dẫn mà lại bổ dưỡng như thế này trong chương trình hôm nay. Cảm ơn Ngọc.